Giày có lòng là áo đi 127, sắc nét đường cong ba vòng quyến rũ, khúc dây nâng ngực tạo kỳ hấp dẫn, phù hợp với những chị em có ngực vừa và tí, được thiết kế và sản xuất tại Việt Nam. Áo lớp nữ hút giày mã Y127 có giá 156.000, thành phần 70% cotton công, 15% polyester và 15% spandex. Áo lớp nữ hút giày có nhọt năng lượng hiệu quả, đềm cơ bông thấm hút mồ hôi, giúp da luôn được thở và thông thoáng. Thiết kế đen tinh xảo sang trọng, tạo nên sự quyến rũ cho người mặc. Hút giày nam phong, nâng ngực tạo kỳ hấp dẫn, làm nên đường cong cho người phụ nữ, phù hợp với những cô nàng có vòng một thiên tấu. 334 trên 15, có số ký 4823, lưng 6571, ngực 7580cm, sau 36 trên 80, có số ký 5360, lưng 7176, ngực 8186cm, và size 38 trên 85, có số ký 60-65kg, lưng 76-79, ngực 86-92cm. Và đồ lớp nữ 12 giờ là sản phẩm đồ lớp nữ được sản xuất theo tiêu chuẩn hàng Việt Nam, chất lượng cao, chất liệu thấm mát, mang lại cảm giác nhẹ nhàng và tinh tế cho người mặc, giá cả phù hợp với người tiêu dùng. Và các sản phẩm của đồ lớp 12 giờ có thiết kế hàng